sau hôn nhân á là bắt đầu tụi con thực hiện cái chiến lược mà gọi là nghỉ hưu tuổi 30 như thế nào? Trong thời gian mà đi làm công ty rồi đó thì tụi con cũng có làm những cái nghề tay trái, mở tiệm trà sữa, rồi mở thêm tiệm điện thoại, mở thêm nhà phân phối bánh kẹo, 4-5 lần thì đều thất bại hết. Chào về mình. Con chào cô chú, con tên là Nguyễn Lê Nhật Khoa, năm nay 32 tuổi, vợ chồng con đến từ Cần Thơ. Tụi con đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Wow, vậy đó hả? Và có làm thêm gì nữa không Khoa? Trước đây thì tụi con cũng có đi làm ở những công ty tập đoàn của nước ngoài. Mà sau này là hai vợ chồng mục tiêu là về hưu tuổi 30 nên tự ra kinh doanh lập nghiệp bên mảng nhà đất. Bây giờ là chuyển qua tới vợ của Khoa nè. Dạ, con chào cô chú. Con tên là Bùi Mỹ Phụng, năm nay 31 tuổi. Con và chồng cùng nhau kinh doanh ạ. Trời ơi, về hưu tuổi 30 thông điệp dễ thương quá. Trong khi hai đứa mình á là bây giờ gần 100 tuổi. Hai cô chú cộng lại gần 100 tuổi mà chưa nghỉ hưu đó con. Chưa nghỉ. Thiệt là vậy. Trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới cái chữ về hưu. Tại vì về hưu là cặp đất mà ăn đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm mà nghỉ hưu tuổi 30 là của đứa nào? Của Phụng hay là của con? Cả hai đứa luôn. Có nghĩa là trong thời gian đi lập nghiệp rồi đi làm công ty thì nó cũng khá là vất vả, gặp nhiều cái trắc trở. Thì mình thấy là đi làm mà cũng phải phụ thuộc vào công ty, vào bị trói buộc, nên muốn là tuy là mình nói mình nghỉ hưu tuổi 30 thôi nhưng mà bây giờ tụi con vẫn đang làm, cũng đang gầy dựng nhưng mà cũng đã ổn định về tài chính. Từ nghỉ hưu tuổi 30 tức có nghĩa là các bạn không có làm công nữa mà muốn tự làm chủ chính bản thân mình. Đúng làm rồi. Chủ thời gian và mình có thể cùng nhau làm. Giờ em nghỉ hưu thì sao chị Mụ? Em nghỉ hưu thì chị sẽ mất cái người bạn mà đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son và sau đó là người ta sẽ thay một cặp luôn á. Hiểu không? Là chị cũng nghỉ hưu theo em luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược về thời gian. Hai bạn là gặp nhau trong trường hợp nào? Đầu tiên hai đứa gặp nhau vào năm 2013. Vô tình là hai nhóm bạn đang đi chơi với nhau. Trước đó không quen nhau hết. Thì hai nhóm đi chơi thì con thấy Phụng rất là dễ thương, rồi hoạt bát nên cũng đến sinh sống làm quen. Có nghĩa là năm 2013 con gặp Phụng và cái ấn tượng đầu tiên của con là con phái, đúng không? Còn Phụng thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên của con về ảnh là như là một chàng mọt sách vậy. Ảnh đeo kiếm, ảnh chải tóc 7-3, nhìn hơi mọt sách, hơi thư sinh. Con không có ấn tượng tốt cho lắm. Sau mấy lần ảnh cứ năn nỉ và con thấy ảnh có vẻ chân thành, có vẻ hiền cho nên con cho số. Nhưng mà cho số xong về ảnh nhắn tin thì con không có trả lời. Con chỉ định cho đại như vậy thôi, rồi không có định trả lời, cũng không có nghĩ là sẽ tiến tới mối quan hệ này đâu. Ủa Khoa ơi, em nhắn cho người ta mà người ta không trả lời mà em vẫn li lòm và em tiếp tục nhắn rồi làm đủ trò hết trơn vậy. Mình không gạt bỏ cô ấy đi để mình tìm một cái đối tượng khác. Thì mình cũng nghĩ là thôi, con gái thì thường hay làm neo vậy đó. Bất quá tam, mình nhắn đến lần thứ ba rồi. Nếu mà lần này không trả lời nữa thì chắc cũng không có duyên đến với nhau. Sau đó thì ảnh tấn công quyết liệt. Sau đó con bắt đầu mới trả lời lại và thấy là hai đứa là sở thích rất là hợp nhau. Sau 3 năm quen nhau, tụi con có một cái biến cố là con bị chấn thương cột sống, phải xin nghỉ việc và nằm một chỗ trong vòng 3 tháng, không đi lại được tại vì là bị chấn thương khá là nặng. Đó do tai nạn hả hay sao? Do là dắt xe bị sai tư thế và nó bị thoát vị đĩa đệm. Với lại là do trong quá trình đi làm việc là ảnh đã phải di chuyển đi công tác quá nhiều cho nên cái cột sống cũng đã bị ảnh hưởng một phần rồi. Nằm trong 3 tháng nằm liệt đó thì là Phụng là cái người mà chăm sóc cho con. Tại sao Phụng lại có một cái điều gì đó đặc biệt để mà đến mà chăm sóc cho ảnh? Trong quá trình quen nhau thì con và ảnh cũng đã xác định là hai đứa rất là yêu thương nhau rồi. Khi mà ảnh bị chấn thương là lúc nào trong đầu con cũng nghĩ là mình phải kề cạnh để chăm sóc cho ảnh. Hai đứa đi làm phụ thuộc vào lãnh lương hàng tháng, bây giờ ảnh lại nằm một chỗ, con thì cũng phải nghỉ việc để chăm sóc ảnh, như vậy là con cũng thấy rất là nản chí. Nhưng mà trong thời gian đó ảnh lại là người động viên ngược lại, khích lệ con, nói là anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ phục hồi, rồi em yên tâm, có anh ở đây là anh sẽ có thể làm được tất cả mà. Có nhiều khi hai đứa ôm nhau mà khóc thì nói không biết tương lai sẽ ra sao. Khi mà thất nghiệp rồi bị chấn thương, mình tự nghĩ trong lòng có khi nào bị tàn phế suốt đời không? Đúng. Nhưng rồi mà mình nghĩ là nếu mà mình không vực dậy, không động viên cái người bên cạnh mình, làm sao có thể cùng nhau cố gắng. Khi mà thấy có Phụng chăm sóc rồi động viên mình á thì mình cố gắng vượt dậy, mà sau 3 tháng thì là nịch lưng để đi xin việc làm. Mà trong 3 tháng đó là tiền đâu mà hai đứa xài? Giờ Phụng cũng phải nghỉ để chăm cho con. Dạ, trong 3 tháng đó là tụi con xài bằng tiền tích góp được từ những cái năm trước đó đi làm á. Ví dụ như nếu mà làm 30 triệu thì tụi con chỉ xài khoảng 6 triệu thôi. Còn lại là
ý kia là để dành để làm vốn. Rõ ràng là hai bạn này vẫn có một cái sự dự trù kế hoạch cho tương lai từ những cái ngày đầu mà yêu nhau, đúng không? Ừ. Một cái sự đó, quyết tâm. Đúng rồi, lúc trẻ đã như vậy rồi. Ừ. Thế thì 3 tháng đó là có xài hết cái tiền mà tích lũy không? Dạ không, tụi con cũng ráng tiết kiệm. Vẫn còn đúng không? Dạ, dạ, vẫn còn. Rồi. 3 tháng là con quay lại công việc cũ hay là con tìm công việc mới? Con tìm một công việc mới gần bạn nhà. Có thành công không? Công việc đó là mình chấp nhận, là trước đây là con đã từng làm quản lý và trưởng phòng kinh doanh. Thì sau này qua làm thì mình phải chấp nhận vào xuống vị trí nhân viên kinh doanh, tại vì mình đã nghỉ công ty cũ rồi. Ừ. Nhưng mà từ nhân viên kinh doanh đó và từ cái khó khăn đó, con đã vực dậy và con 2 năm sau là con đã lên được vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài của Pháp. Giỏi quá. Wow, quá giỏi luôn. Sau cái sự cố đó là làm đám cưới luôn không hay là bao nhiêu lâu nữa mới cưới? Sau cái sự cố mà con bị chấn thương thì con thấy đây là đúng là cái thời điểm mà nên cầu hôn cưới phụng làm vợ. Đến lúc mà cầu hôn á thì có lãng mạn không, có tình cảm nó ướt át không? Nếu mà đối với người ngoài á thì đó là rất là lãng mạn, nhưng mà đối với con là trong cái hoàn cảnh là ảnh muốn con bất ngờ. Hôm đó là ảnh chỉ nói với con là hôm nay là anh có hẹn với bạn hát ở một cái quán cà phê. Thì con lúc đó đi làm về con cũng hơi mệt, mới đầu là con tính là không đi, rồi cái ảnh năn nỉ quá, ảnh nói đã lỡ hẹn hết rồi. Thế vậy con đi mặc nguyên bộ đồ đi làm, đi luôn vào quán á, bạn của ảnh đang hát, con đang ngồi xem á. Thì ảnh đi vệ sinh, sau đó là ảnh lù lù đi từ phía sau lên, mặc bộ vest đi lên sân khấu, là con thấy trong lòng con cũng hơi hồi hộp rồi. Ảnh cầu hôn và mời con lên sân khấu. Mình còn đang mặc bộ đồ đi làm, không hề make up không được, không có tha son luôn. Con sượng, con đơ hết, nhưng mà vẫn bị ảnh kéo lên trên. Bạn bè và mọi người trong quán đều tán thưởng và kêu là đồng ý đi, yes. Bao lâu thì hai đứa mới đám cưới? Kể từ cái lúc mà ảnh cầu hôn. Cầu hôn là vào tháng 9 năm 2016. Thì là tháng 11 năm 2016 là hai đứa kết hôn, tổ chức đám cưới. Cũng 6 năm, gần 7 năm rồi đó. Dạ, tụi con vừa kỷ niệm ngày 6 năm ngày cưới vào tháng 11 tháng rồi. 11. Dạ. Ủa bây giờ là hai đứa là có mấy baby rồi? Dạ, hiện tại tụi con có một bé, 5 tuổi. Sau hôn nhân á, là bắt đầu tụi con thực hiện cái chiến lược mà gọi là nghỉ hưu tuổi 30 như thế nào? Trong thời gian mà đi làm công ty rồi đó thì tụi con cũng có làm những cái nghề tay trái, mở tiệm trà sữa, rồi mở thêm tiệm điện thoại, mở thêm nhà phân phối bánh kẹo. 4-5 lần thì đều thất bại hết. Thất bại cái vốn bỏ ra nó nhiều không con? Dạ, mỗi lần như vậy á, thì tụi con đều cân đối cái nguồn vốn từ cái tiền tích góp đi làm của tụi con đó. Hai đứa tự trang trí tiệm, tự làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí khi mà làm không thành công. Nó hẳn là dịch tiệm thì nó cũng có lỗ vốn, nhưng mà ít, tụi con sẽ gán cân đối và để sang đồ để không bị lỗ. Cũng nhưng, vẫn còn có thể gồng được đúng dạ, không? Dạ, nhưng mà vẫn luôn nung nấu trong đầu là phải có kinh doanh, phải vừa đi làm vừa tìm thêm một ngành nào đó để kinh doanh, vừa có tay mặt tay trái, chứ không thể nào phụ thuộc vào một đồng lương đi làm được. Cho dù có thất bại nhiều đến mức nào cũng phải làm lại từ đầu. Và sau đó là tụi con bén duyên với cái ngành là bất động sản. Chồng con từ nhỏ là đã quyết tâm học và học rất giỏi. Ảnh từng đạt học bổng tiến sĩ đi du học bên Đan Mạch luôn. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình là không có khấm khá, sợ là gánh nặng cho ba mẹ, cho nên ảnh quyết tâm là đi làm sớm, tốt nghiệp đi làm sớm chứ không học tiếp nữa. Đi làm là ảnh đã làm những tập đoàn nước ngoài, làm vị trí là trưởng phòng, giám đốc, cho nên lương một tháng cũng khoảng mấy mươi triệu, rồi tụi con tích góp lại để làm vốn kinh doanh. Tụi con hai đứa lên mạng tìm và tự chạy xe máy đi từng con hẻm, nhiều khi là lội bộ đi từng cái ngõ hẻm nhỏ luôn, tại vì thực sự với cái đồng vốn của tụi con là không thể nào mua được những cái nhà lớn ở những cái con hẻm lớn được. Tụi con bắt đầu từ những cái ngôi nhà nhỏ xíu ở trong những cái hẻm nhánh nhỏ. Và sau khi mua những cái nhà nhỏ như vậy thì hai vợ chồng của con là vào tự thiết kế, tự sơn phết. Nhiều khi là ảnh sơn cầu thang, con ngồi sơn cổng rào luôn, hai vợ chồng tự làm tức luôn. Là lấy công làm lời đó, đúng không? Lấy công làm lời. Đúng rồi. Ảnh sẽ lo việc mua bán, còn con sẽ lo việc thiết kế, trang trí, phối màu cho ngôi nhà. Được quá. Rồi bây giờ tụi con có mấy căn nhà rồi? Nói thiệt đi. Hiện tại thì tụi con đang có một cái căn mặt tiền gồm 5 căn liền kề, sơn màu cầu vồng, gồm 5 màu để sơn tặng cho vợ con, biết vợ thích màu sắc. Ở mặt tiền đường Đề Thám, Cần Thơ. 5 căn mà liền kề là tưởng tượng đi, cái diện tích nó khủng khiếp lắm. Dạ, diện tích cũng vừa thôi, chú ơi. Dạ. Được cái bề ngang mà đang cho thuê bán là làm dãy chợ và bán ăn uống ở cái đường đó là phố ẩm thực. Rồi vậy thôi, khỏe luôn, vậy là có tiền đi du lịch dài dài.
dài rồi, khỏe lắm. Thôi giờ chúng ta đến cái phần kia đi, vạch lá tìm sâu. Hai vợ chồng ở với nhau như là cũng 6 năm rồi. Nếu mà tính là quen nhau luôn là 9 năm. 9 năm, không tính từ cột mốc thôi, về ở chung nhà. Đó. Nhà là 6 năm thì có những cái điểm gì chưa hài lòng ở người ấy không? Đó thì giờ ai là người sẽ khui trước nè? Là con đi, ảnh là... cho tại vì là ảnh đã từng làm đến vị trí giám đốc quản lý nhiều nhân viên, cho nên ảnh rất là yêu cầu cao trong công việc, ảnh rất là đúng giờ. Con lại hay điệu đà, lại hay thích soạn đồ màu mè cho cả nhà nữa, cho nên là hơi chậm trễ là sẽ bị ảnh la rất là nhiều, nhiều khi là cãi nhau luôn. Ảnh hay la con đúng dạ, không dạ, đúng là một tật xấu, ảnh hay la mà trong cái đó là tự khui mình luôn, tật xấu mình luôn thì đó đúng thì không? Cái gì nó có lửa mới có khói chứ, có khói mới có lửa chứ lộn à. Cái này coi như quề là tại vì lỗi của con, đúng rồi, tại là mê quá cho nên là bỏ. Có gọn gàng sạch sẽ không hay là bừa bộn bê bối rồi là về một mình ơn con dọn dẹp hết? À dạ, lúc đầu á thì ảnh cũng hơi bừa bộn. Ừ. Đồ ảnh mỗi thứ ảnh vứt một nơi. Ừ. Nhưng mà sau nhiều lần bị con la, con giận dỗi thì ảnh đã sửa được, ảnh rất là mê xe. Mê xe hơn dạ. Mê vợ không? Nếu mà hơn mê vợ thì mới là tật xấu nha. Dạ, nếu chỉ mê xe thôi á thì chưa phải là tật xấu. Cho tới hiện tại là ảnh đổi xe 3 lần từ lúc tụi con kinh doanh đến giờ. Cứ mỗi năm là ảnh lại đổi xe một lần. Xe ô tô hay là xe mô tô? Dạ, xe ô tô ạ. Mỗi lần mà đổi xe đó là nói cái là có ừ liền luôn hay dạ, là ảnh phải làm cái gì đó? Con đâu đồng ý đâu, nhưng mà mỗi lần con không đồng ý như vậy thì ảnh lại bắt đầu chiến thuật là năn nỉ, nói đi xe này mỏi lưng quá rồi xe lưng anh đeo, đem cái cuộc sống ra để khè người ta, để đúng rồi, đúng rồi. À. Bị thao túng tâm lý đúng không, đúng không? Xe em đổi chưa? Chưa, 7 năm con chiếc đó. Bây giờ em về em dùng cái phương pháp này em thao túng tâm lý con Liên đi, không có xin nhê gì với người ấy rồi chị ơi. Nhé, ai biểu hồi trước lựa chọn rồi sao trước không mỏi lưng, bây giờ mỏi lưng là sao dẹp? Anh đã từng nói với em sao lựa chọn là hạnh phúc. Vợ tôi không có thao túng tâm lý bà được đâu, tâm lý bà vững như bàn thạch. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của vợ con thì mê mua sắm, coi món hàng trên mạng, coi livestream hoặc là shipper thì ngày nào cũng kiếm cũng gọi hết, ghét vì quê với hàng xóm ở đâu mà mua quá trời. Có cái nào mà mình ship về mà mình quên á, mình không có sử dụng luôn? Có những món đồ con để mấy năm mà chưa nhiều có lắm. Chưa đụng tới luôn. Dạ. Chị nói em cái này em không cần phải hỏi luôn á. Tất cả những cái người mà mê đặt đồ, mê shop Shopee trên mạng á, nói chung là mê những cái đó là thường là luôn luôn á mua đồ chồng chéo lên nhau và quên mất cái món đồ đó. Trời, cha như vậy mua sắm vậy chắc đi du lịch chắc sắm đồ nhiều không? Hai vợ chồng con vừa hoàn thành chuyến đi châu Âu 4 nước, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Vatican vào tháng 10 năm 2022. Đi bao nhiêu ngày? Dạ, là đi trong vòng 15 ngày. 15 ngày, ồ. Tụi con là gia đình sắc màu, nên lúc mà đi chơi du lịch thì trong vòng 15 ngày là mỗi ngày là một màu. Trong bảng màu là không thiếu màu nào hết. Là đem theo 7 cái vali. Là đem theo 7 cái vali. Tôi muốn đuối luôn vậy đó. Ủa là 3 người thì được 6 cái thôi chứ, 6 cái vali thôi chứ. Nó tính theo ký. À vậy yeah, hả? Đúng rồi. 7 cái vali. 7 cái vali. Rồi hai vợ chồng chia ra. Chia mỗi ra. Đứa 4 cái, đứa này 3 cái. Phụng giữ bé là 3 cái, con 4 cái. Cục lưng vậy đó mà phải sắp cho. Rồi kéo sao chị? Kéo mình dùng cục kéo. Kéo hai cái vô trước xong rồi quay ra kéo thêm hai cái vô sau. Còn thật xấu gì nữa nè? Điệu mất rất nhiều thời gian, như hồi nãy cái thời gian đó nó là nhiều khi là có hẹn rồi nếu mà nãy có tự thú rồi đó là bị điệu á. Là đợi quá lâu. Là bây giờ giấc giờ dây thun á. Thực ra là hai bạn này á là đã quen nhau yêu nhau là coi như gần 9 năm rồi. Cho dù những tật xấu nó có phát hiện ra từ cái năm đầu yêu nhau thì bây giờ chắc cũng đã là tôi luyện hết rồi. Dạ, đúng rồi, từ từ thay đổi hết rồi thì mới có thể bền vững vậy được, đúng không? Nhưng mà bây giờ tụi con mong muốn cái điều gì ở nhau để mà hoàn thiện hơn nữa? Giữa dân số 100 triệu dân của Việt Nam mình mà tụi con đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của nhau, bao nhiêu khó khăn thử thách mà tụi con đã vượt qua thì thấy là không có gì để làm khó tụi con nữa. Tại vì đã tìm được cái người như là tri kỷ, người bạn tụi con xem như là bạn của nhau vậy đó. Thế là còn con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ, mong muốn của con là ảnh bớt hung dữ lại. Ủa gì? Hung dữ lắm hả? Hay là vợ bớt hung dữ lại, bớt đổi xe lại. Khoa, con đã nói được cái điều là cô nghe cô thích ghê. Tức là biết bao nhiêu người dân
ha, mà tự dưng hai đứa con tìm được nhau, đúng không? Tìm được nhau và gắn kết với nhau này cũng gần thập kỷ rồi. Mình đã lựa chọn nhau rồi. Lựa chọn nhau có nghĩa là mình đã lựa chọn cái hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Và cái hạnh phúc nó đang tồn tại trong cái gọi là cái tầm tay của mình rồi, thì mình phải giữ. Không gì có thể đánh đổi được cái mình đã chọn lựa. Thường người ta cứ hỏi là hạnh phúc là gì? Đơn giản lắm. Hạnh phúc là lựa chọn. Yêu thương hóa giải những giận dỗi, mâu thuẫn. Có nghĩa là mình chỉ cần yêu, mình yêu thương nhau thì mình sẽ hóa giải được tất cả mọi thứ. Cảm ơn hai vợ chồng và chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn nữa và thành công hơn nữa với cái công việc mà chúng ta đã lựa chọn nha. Hôm nay em bé có mang theo không? Dạ có. Dạ, dạ, ủa biết em bé mặc cái bộ đồ màu vàng trắng dạ, giống hai vợ chồng không? Con dạ, con dạ, gọi dạ, con xuất hiện đi. Con gọi con vào đây đi. Trời ơi. Ôi, xuất hiện một cái là biết bà. Con của ba mẹ con liền luôn á. Đây. À, đây 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 đây. Rồi. Một set đồ luôn. Đây, tặng con. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Rồi, có hai vợ chồng đứng lên với em bé đứng lên cho thấy cho đẹp coi nào. Trời ơi, một gia đình sắc màu. Rồi. Trời mai vàng rực rỡ ha. Rồi, đầu năm đầu tháng thấy vàng hè nhiều lắm rồi đó. Ừ. Rồi xin cảm ơn gia đình màu sắc. Chị giới thiệu về mình. Tiên xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và các khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Những ngày đầu năm mới thì xin kính chúc các anh chị và khán giả năm mới an khang thịnh vượng, năm mới nhiều bình an. Thì em tên là Nguyễn Thành Trung, nay 37 tuổi. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng em hiện nay đang ở Gò Vấp. Trung làm nghề gì? Em thì hiện nay đang công tác trong công ty kiểm toán. À, dạ. Mời vợ Trung. Ừ, dạ, xin chào mọi người. Chào cho Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngô Thị Hạnh, năm nay 36 tuổi. Làm kế toán thuế và cũng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Ồ, một bên là kế kiểm toán, một bên là thuế. Thì vậy là cuộc sống có nghĩa là rất là nhiều con số đúng không? Dạ. Tôi nói thiệt hai vợ chồng này chắc tính chắc không ai tính lại. Có nghĩa là ông chồng mà muốn tính hơn cô vợ cũng không được. Mà cô vợ tính hơn ông chồng này ông cũng biết hết luôn. À đúng không? Rồi bây giờ hai vợ chồng chia sẻ cho Thuận được biết coi cái lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là như thế nào. Và có gặp nhau ở đâu đó nó có liên quan tới những con số không? Dạ không, thì tụi em thì cái là học học chung trường cao học. Em bắt đầu học từ 2009. Thì 2011 thì tụi em có bắt đầu có quen biết với nhau. Tại vì chung lớp là chỉ là quen biết sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Bạn học thôi. Nhưng mà lúc đó là mấy tụi em lúc đó là bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi vậy dạ. Đang học đại học rồi là đúng không? Học đại học xong là bắt đầu học lên thạc sĩ. Thì là lớp thạc sĩ thường là mọi người đó đi làm hết rồi. Có nghĩa là mọi người đều có công việc, xong rồi có việc học của mình. Lúc học cao học thì thường là học sau giờ làm á, nên cũng khá là mệt. Là mệt mỏi. Dạ, tụi em thường vô cũng chỉ tập trung vào cái học tập kiến thức thôi. Lý do sao mà quen được nhau? Tới năm 2011 á thì trong cái quá trình học á thì cũng có tình cờ để ý là có một cái cô nàng á cứ thường là vô trễ, ngồi đầu bàn, mặc đồ rất là nổi. Em sắc màu luôn á. Em cứ ấn tượng cái cô gái đó. Thì em cứ để ý một thời gian thì em có hỏi qua cái anh lớp trưởng á, thì cái thông tin số liên lạc cũng tình cờ thì cái năm đó là cũng mới biết là chị đó cũng mới chia tay bạn trai. Là chị này đúng không? Nãy giờ anh kể là chị này đúng không? Có nghĩa là em đi làm rồi đúng không? Đúng rồi, lúc em đi học là bắt đầu chia tay. Rồi cái lúc mà em có cái đối tượng mà đang file down cái lý lịch của mình á, em có biết không? Em có biết không hay là em vẫn thờ ơ với mọi chuyện? Dạ không, cái hồi đầu có nghĩa là lúc mà bắt đầu đi học á là em vẫn là đang quen bạn trai. Thì sau đó chia tay nhưng mà kiểu lúc đó mình có bạn trai rồi thì sẽ không để ý đến đối tượng nào hết. Đi học là đi học thôi. Rồi lớp đông lắm. Xong rồi có anh lớp trưởng thì em là trong cái ban là ban cánh lớp á. Thì cũng giữ tiền quỹ hay gì á thì anh cũng nói thì thôi. Mình không nhớ mặt ai hết á. Cho đến khi anh nhắn tin rủ đi ăn kem thì cũng đi cho vui vậy đó. Xong lúc đi thì anh vô chỗ anh nói nhiều lắm. Bị khớp hay bị màu nó quá trời, em thì ít nói nữa. Mà cái gu của em là con trai là kiểu ít nói thôi. Lạnh lùng kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Rồi nó quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à. Xong đi về khỏi nói chuyện luôn. Mà cái ấn tượng đó là ấn tượng nó không được tốt á. Là cũng không thích lắm. Nhiều quá. Với lại mình cũng đề phòng đúng không? Thường đàn ông nói nhiều quá là chắc là biện lỗi lắm á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vậy sao cho người ta cơ hội để mà đến với mình? Ý là sao quen được á? Dạ thì ảnh cứ nhắn tin rồi cứ gọi điện rồi cứ lân la miết rồi thì nó cũng cứ theo dòng đó nữa. Nước chảy đá mòn lắm không? Cái ngày nào em thấy em mòn. Tức là sau cái gặp nhau đó là bao lâu thì em thấy là em đã mòn rồi? Lâu. Khoảng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng. Dài quá. Dài quá.
tưởng đâu mang ba tưởng đâu mấy năm bơ thì á. Anh chơi cái chiêu mà giống như là ta gọi là giống như hay than thở á, ví dụ như là anh đang đứng đây rất là buồn rồi rất là lạnh rất là nhớ em, dạ đúng rồi đó. Là mình cảm thấy rất là xót vậy đó. Cứ thế là thời gian đến lúc nào hành động nào mà em chấp nhận anh? Em nghĩ là về con người đi, ảnh em thấy được là lo nghĩ về cho gia đình nhiều, em kiểu thích những người mà quan tâm rồi lo lắng cho gia đình. Nên em đồng ý quen. Để em hỏi coi là cái cách tỏ tình của ông ấy như thế nào. Em cua sao? Cái lúc mà tỏ tình với cô ấy mà cô ấy đồng ý đó, ở lúc đó làm sao chung? Em nghĩ cái ngày mà vợ em chấp nhận em thì em lại đi coi cái kịch đó, cái kịch đó chắc hồi xưa chị rạp chị Hồng Vân rồi hay hay. Ủa vậy hả? Làm nhiều. Ủa vậy là coi kịch Phú Hữu kịch Người Vợ Ma. Cái vợ đó là xe duyên biết bao nhiêu người. Sợ lắm luôn á. Em biết không? Một cái đùng một cái là bà nhảy vô trong lòng ổng ngồi. Đó là dính luôn. Sợ đó. Đấy. Ừ, sợ lắm em. Nắm tay, ít nhất là nắm tay nha. Bóng nắm tay vậy đó. Ừ, sợ hãi. Xong bắt đầu là xích lại gần, xích lại gần cái kiểu vậy đó. Ừ. Cái lúc đó là cô ấy có nhảy sẫm vô người của em không? Dạ, thật ra cũng không, nhưng mà cũng có cầm tay rồi đó. Nếu kéo là kéo đó. Dạ, đúng rồi. Là dính luôn. Dạ. Là sau trong tháng đó. Trong đêm đó không có tỏ tình gì hết trơn. Dạ, thực ra thì sau đó thì em cũng cảm nhận được cái tình cảm rồi. Thì tình cảm nó từ từ nó lớn lên. Rồi tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Tụi em thì yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì làm đám cưới. Hồi nãy là tỏ tình là cũng nói chung nó cũng không có lãng mạn lắm. Nhưng mà cầu hôn. Cầu hôn thì ổng có lãng mạn không? Lãng mạn không? Dạ có. Ông có làm hôn. Một cái điều gì đó bất ngờ với em không? Bất ngờ thì có ạ. Hôm đó là 14 tháng 2 luôn. Ảnh mời đi ăn. Xong rồi lúc ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng. Ký hợp đồng. Hợp đồng hôn nhân. Người nào soạn? Đúng không? Ảnh soạn. Cái đó em soạn. Và có thể kể một số điều khoản trong hợp đồng. Yêu cái đó nhưng mà em nhớ em sợ trên mạng mà giờ em quên rồi. Cái hợp đồng đó thì giống như là hai vợ chồng thì cùng gắn bó với nhau trong cái quá trình cuộc sống đó, chia sẻ với nhau những cái khó khăn gì cùng vượt qua. Đi đường khi anh chở không được nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược có không? Nói chung là cũng có nhiều những cái điều như vậy á chị. Dạ. Có những cái đáng yêu đó. Lương anh có bao nhiêu thì đưa vậy vui rồi. Đó. Lương anh có nhiêu xài nhiêu nghe em. Đó, ví dụ. Ủa nhưng mà có những cái điều khoản nào mà nó gây cho em khó khăn không? Không, anh đã chuẩn bị hết rồi thì giống như là đã anh gọi là perfect hoàn hảo rồi. Là lựa những cái câu nào hay hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hai đứa cần phải tương hỗ nhau trong cuộc sống sau này á, nên rất là bình thường ạ. Rồi em bao lâu thì em mới ký? Ký liền chứ ạ. Ký liền? Ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Em nghĩ là thời điểm đó chắc em sợ em ế. Nhiêu tuổi rồi mà sợ ế cô? Đó là 25, 26 rồi ạ. Trời ơi cô ơi là cô. Không, tại cái thời tôi mới lấy chồng nên là cô. Tôi 36 của mình. Như vậy sau đó là lấy nhau. Bây giờ là tụi em đã sống với nhau được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là năm nay vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Một thập kỷ rồi. Dạ. Wow. Là có con mấy đứa rồi? Em có hai bé trai. Bé 9 tuổi với bé 5 tuổi. Vậy đó hả? Có mong có bé gái nữa không? Không. Đủ rồi phải không? Đủ rồi phải không? Vậy thì cái thời gian mà tụi em mới cưới á, nó có những cái gọi là hòa hợp với nhau nhanh nhất có thể không? Hay là nó có những cái mà chưa hiểu nhau rồi về rồi bắt đầu nó lòi ra những cái chẳng hạn như về khủng hoảng tâm lý hay là cãi nhau rồi này kia nọ có không? Có chứ ạ. À, hồi đầu về là em bị khủng hoảng luôn á. Đúng là cái kiểu mà khủng hoảng tiền hôn nhân hay là trong hôn nhân đó. Tiền hôn nhân về một cái là thấy thay đổi hết luôn. Lúc mà anh quen là trời ơi rất là lúc nào cũng sức hút hoa rồi anh mặc nó sạch sẽ ha rồi chải chuốt rồi về là đồ đạc là quăng tùm lum hết á. Có khi không tắm luôn. Nói chung là ở giờ ở bận là đủ hết trong cái đó là giai đoạn đầu. Dạ giai đoạn đầu là vô cái kia luôn đó. Cái xấu đó phải không? Thật xấu luôn đó. Đúng rồi. Đó là giai đoạn đầu là vậy luôn. Dạ giai đoạn đầu là em khủng hoảng thật sự khủng luôn. Khủng hoảng về ngoại hình anh ấy, về hình thức của anh ấy. Đúng rồi, với cả phong cách ở nó cũng khác nữa. Có bạn hay gọn gàng, đúng rồi mình gọn gàng còn bê bối đó. Nhưng mà bây giờ còn không? Cái tính nó còn không? Dạ vẫn còn chứ ạ. Giống như là người ta nói qua thời gian là nó được sửa đổi, được hoàn thiện không? Nó trường tồn qua thời gian. Đẳng cấp đó, đẳng cấp là mãi mãi. Có gì nữa? Có gì nữa? Sẵn là em kể luôn á. Anh không biết nấu ăn, không biết phân biệt được cả củ hành củ tỏi luôn á. Anh không xuống bếp luôn á. Như vậy là có nghĩa là đó giờ là không có vô bếp. Dạ đúng rồi. Tại vì mẹ nội trợ á thì mẹ sẽ lo hết đó. Vậy thì việc nhà với chăm con anh có làm không? Dạ gần như là không. Chết rồi, giờ ông ngồi ôm mấy con số của ông không hết trời. Khi nào em
gọi là phải nói là gọi là sai á thì mới làm, còn không sai thì tự cắt là không có việc gì để làm hết. Rồi còn gì nữa nè, nhậu nhẹt thì sao? Dạ nhậu nhẹt thì nhậu nhiều, nhưng mà do cái tính chất công việc á thì chỉ có yêu cầu là nhậu ít lại thôi, chứ còn tính chất công việc là bắt buộc. Bắt buộc. Vậy là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất trong những cái em vừa kể? Đó là cái việc là tự chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ thôi. Em chia sẻ thêm xíu là vợ em thì cái kia là tính hơi đòi hỏi hơi hoàn hảo, cũng có những lúc em chủ động nhưng mà vô làm sai hay bị la. Riết rồi em thấy bị la nhiều quá nên em thấy khi nào sai thì em làm luôn. Rồi chị kết luận luôn, cầu toàn quá đúng dạ, không? Cầu toàn quá. Đó rồi. Là một cái tật xấu. Luôn. Đúng rồi. Bây giờ kể luôn đó. Đó là một tật xấu luôn đó chị. Đã một người không biết làm, đúng không? Em không biết làm việc nhà, em không biết nấu nướng. Nhưng mà vợ sai thì thôi mình cố gắng mình làm, thì làm sao mà đạt được cái yêu cầu như là một người cầu toàn như em mong muốn được? Chung do ba mẹ hồi nhỏ cũng không có cho mình làm nhiều á, mình cũng không biết làm. Rồi tiếp nhát đi. Lắm ạ. Nhát giống như sợ lửa vậy đó. Sợ bọng tay chẳng hạn, cầm dao cũng sợ nữa, nên nói chung là nhát nhát. Nó thành thử là không có vô bếp. Mặc dù em rất là thích hai vợ chồng cùng làm, rồi cùng chia sẻ gì vậy, cùng rửa chén hay gì đó là không bao giờ. Bộ rửa chén cũng sợ nước nữa hay gì? Dạ, không phải rửa chén bình thường. Mọi người ăn sẽ bị đau bụng hay gì đó, nhưng mà em nói không sao, rửa bọng thì em rửa lại, cứ rửa đi. Bây giờ em cho ông làm một cái nhiệm vụ sau cùng đi, là ông tráng thôi. Ông tráng rồi ông úp vô trong chạng thôi, trong chỗ ấy, đúng không? Vậy đi cho nó vui, có vợ có chồng rồi sát bên cho nó vui vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Em kể tiếp tật xấu của vợ em đi, chứ nãy giờ em bị lên án quá rồi. Và có hay ăn hiếp chồng không? Khi mà giận nhau thường là vợ hay giận la, thằng em thường cũng hay đi ra ngoài hoặc là nghe. Hay giận không? Một tuần giận mấy lần? Cũng không phải hắn hay giận đâu, nhưng mà hay la thôi. Hay la. Do vợ em cũng ở sạch lắm, cứ chắc là cằn nhằn á. Dạ, cứ cằn nhằn. Dạ, kiểu cằn nhằn vậy đó. Vợ em thì ở sạch lắm, cứ về là cứ lâu lâu chùi chùi xuống nghe nè. Nhiều lúc áp lực quá về nhà chỉ muốn thảnh thơi, chỉ muốn thư giãn thôi, mà về nhà bị bắt cằn nhằn, có khi nào la lại không? À, cũng có thỉnh thoảng, mà hôm nào ví dụ như là hôm nào mà say say về anh. Tí men á. Dạ. Nó dũng cảm. Chứ bình thường thì không. Có rượu vô mới dũng cảm đúng không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần vợ em giận á, vợ em có nói cho em biết là vợ em giận cái gì không? Hay là chỉ có tự anh phải đoán là coi em giận anh cái gì? Thì đó, phụ nữ có cái đó, chị nghĩ là muốn mình làm cái gì thì không bao giờ nói thẳng đâu. Nhìn, phải nhìn sắc mặt rồi nói mía mé. À, dạ. Tức là phải đoán ý đó đúng dạ, không? Dạ, phải đoán ý đó. À. Nên là nhiều khi em cũng hiểu, nhiều khi cũng chấp. Mệt không em? Mệt, nhiều khi cũng mệt. Sự anh mà rơi vào trường hợp đó anh rất mệt. Nói bây giờ em cảm nhận là bây giờ cái gì phải nói thẳng. Dạ. Chứ mé mé mệt, đoán ý nó rất là mệt. Mà tại vì vậy nè, có nhiều khi á, nói hoài rồi cái cũng vậy hoài á, nhiều khi mệt mỏi không muốn nói nữa, nói thành trơ trẽn á, em đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất trong những cái mà em đang suy nghĩ trong đầu em nè? Đối với việc nhà thì nói chung là em cũng có thể chia sẻ được, nhưng mà mình yêu cầu chồng á thì có thể là nó nhẹ nhàng hơn tí. Là có thể là chỉ cụ thể hơn. Chứ nhiều khi tại vì em thì cũng hơi bụng bề á, nên là nhiều khi làm cũng không đạt ý, dễ bị la nên em cũng lười luôn. Thứ hai là vợ có thể là bớt thời gian, có thể là nấu ăn cho nhà ăn nhiều hơn. Thì em thì cũng người Bắc á, cũng thích bữa ăn gia đình. À, tức là hiện giờ là vợ nấu ăn ngon không? Vợ thì nói chung là cũng nấu ăn được. À, mà giờ em muốn ăn cơm vợ nấu đúng không? Giống như những đứa trẻ thích ăn cơm mẹ nấu vậy đó. Chồng là thích ăn cơm vợ nấu. Đó là một cái nhu cầu mà thực sự là của tất cả những ông chồng đó em. Thực sự luôn, nhiều khi vợ nấu ăn không ngon đâu, nhưng mà vợ nấu cái ăn đã ngon. Cảm thấy là thiệt cái ngon về tinh thần á, về đầu óc nó sảng khoái. Thì chị thấy là cái yêu cầu của chồng đó là chính đáng đó em. Còn cái vấn đề sắp xếp công việc nhà đó, đó thì như chị nói đó, cho ổng tráng cái nước bước cuối cùng. Em lựa cái nào mà dễ nhất có thể, miễn là anh đứng bên cạnh em, hai chồng mình cùng làm, đó là vui rồi, được không? Được chứ, thì thường hai vợ chồng hay làm chung. Thật sự em có thích được làm chung với vợ hay không, cái đó mới là điều quan trọng. Đúng, chính xác ạ. Mình phải chọn lựa thôi. Thực ra nếu mà nói mà thích thì cũng không hẳn, nhưng mà ý là em có thể chia sẻ được với công việc với vợ. Trời ơi, coi như là 10 năm ha. Dạ, 10 năm. Gần 10 năm bên cạnh nhau rồi. Cho dù có cãi nhau đi chăng nữa thì là vẫn họ phải vẫn yêu thương. Vẫn phải yêu thương, bởi vì đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Là yêu thương nhau là trên hết tất cả mọi thứ, đúng không? Nhiều khi bực vậy thôi, nhưng mà trên hết là mình đã yêu vợ mình từ cái ngày đầu gặp rồi. Dạ. Một cô bé chuyên môn đi học trễ và mặc đồ sắc màu. Những lúc đó em cứ nghĩ đến điều đó, cái tự nhiên em giảng lại hết tất cả mọi thứ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào
chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Dạ. Như vậy gì, là giống giặc chứ sợ đó, luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Mà dạ, em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. À, cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. À, tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên là MC luôn. Dạ, đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. À, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên, người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó mình nhìn thấy cô gái này đẹp quá, ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. À, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. À, rồi không như cái tình cảm quá đặc biệt luôn. Là à, hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ, có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. À, em thấy dễ thương quá, em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ, thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh. Cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Dạ. Thì sao xui sao mà hai người ngồi gần nhau chung, chung ghế luôn. Là hơn chứ. Dạ. hơn sao á. Ngồi gần nhau thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá, em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái nghĩa là không có quen á chị. Tức là dạ, tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ, em bị lầy lội mà em không dạ, đúng rồi. Tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ, không hề biết. Đúng rồi. Bây dạ, giờ em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần, coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là cách, sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không, kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Trời, xui cho em. Cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi, dạ, sao nè, khó chịu đúng không? Đúng rồi, sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ, xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế rồi tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cha nội? Cái gì vậy? Có quen biết gì đâu mà ăn trưa. Nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... À, ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày quê hôm nay. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em, dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm. Nói nhiều mà còn dê nữa. Mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng cái rồi. Kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ rồi, không, đúng. Em ngủ, em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Dựa vô cái là thô ra. Trời ơi, kỳ hết sức. Ngồi bây giờ nè, ghê thiệt luôn. Dạ, vô ngồi chiều, ăn chiều. Mà tới cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ổng ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Cái gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ, không nói nhiều quá, cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá nhức đầu quá, thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả.
mà ông điện miết rồi ông nhắn tin miết luôn. À, nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho mà dạ. Nói nhiều quá, dai nữa. Cho cho rồi. Cho rồi đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Ờ đó. Lúc đó là học đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi, là lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó rồi nói, ừ thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn. Nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa giờ nghỉ trưa đó. Rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi. Đó là nói chuyện. Không như lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng vắng? Dạ cái có mấy loại cà phê mà, cà phê giọng ở nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum, cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ địa điểm thôi nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đầu cái nó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi chắc nghĩ là có thích em chị rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì ta vô thôi. Nhưng mà có kéo màn không? Lập ổng vô ổng kéo màn hạ nửa phân nữa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ. Sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Biết khôn á. Rồi xong sao? Dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là đó, về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước đồ ra đầu cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ như là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn chị. Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Anh giận như chị đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về kia đi trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi. Bên này có động lòng không? Nghe phải động được. Trời ơi, yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Sao rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại coi coi. Đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là như có điện á. Dạ. Như có điện. Nhưng mà sao bữa đó thường á, biết không, có những người á là gì nè. Ngồi vậy nè, xong là vậy thôi đó. Mày để tay tay mày bê đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè. Đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài y vậy đó, có xe hoài á. Anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy. Mà xe anh đâu có xe, từ có xe lên. Xe lên đó chưa? Cao không? Búp ba. Y vậy luôn à. Đó. Y vậy luôn. Đó. Đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn. Ủa sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ ông ta về đúng không? Dạ dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó em thấy bị chạy mất dép mà. Đầu về thì xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác mà có em lưu thì số. Nói em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó, thả giúp câu nào chụp cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ rối lắm, em sợ ế luôn á. Tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã nè mà có cái miệng nữa để cho anh ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn vợ mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy
okay, nghiêm túc tại vì sao giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại trong đầu em nghĩ vậy chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy anh Minh nè, hỏi anh Minh nào nữa chứ em quan tâm luôn, bỏ qua mà đúng không. Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ cũng chuẩn bị bước qua ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi đó. Nó thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Mà mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói ra rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mình về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà, đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tôm nào chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không có dám, giờ lên sóng mới biết nè. Rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Nhưng mà trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Dạ, có lãng mạn không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên gì đó. Thấy cũng thấy cảm thấy gần gần gũi. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm, em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói rồi, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em, cái thời thấy hai tuổi này cũng hợp thôi. Giờ mình yêu ổng cũng 50%, thôi giờ 50% còn lại để tin tin vào cái tuổi tác sau này mình còn vun đắp thêm. Để em tuổi Sửu, vợ em tuổi Dậu, là nằm trong tam hợp. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi lưng chút xíu. Chùi răng. Em bị gần cái son á, lên. Lên đi, lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Vợ Chồng Son vừa rồi. Nguyễn Khang. Khang dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng. Một quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về dinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ lễ luôn, 3 lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm giá trị đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô tròi, mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại vì giữ em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ. Vợ em có. Em. Cảm giác gì nữa? Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Hay đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc ấy chỉ có im lặng thôi. Không, hay cái là buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng cũng... đèn là bắt đầu nói đúng rồi, đúng rồi. Là... tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em đặt đàn bà luôn á. Phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á. Nói nó có nhiều cách nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao nè. Nói nhiều nè. Kỹ tính, sạch sẽ, nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao? Ví dụ sao mà là tật xấu ta, có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân, còn mới là ở chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người ảnh lau? Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là
người ta ăn nhậu đúng không, ảnh không có đâu, dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm, một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á, tại vì có con nhỏ có, mà có con em dạ, để em giải thích nhỏ. Tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu, kỹ tính nhưng mà em nói nhiều, nói trời ơi con không được cho coi điện thoại, ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại rồi bụi bặm đồ, nói chung là em như con, nói chung con nít đó, cái phổi nó yếu đó, em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân, nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ, nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á, là em nói sao mà để ông đi à, nói ba ơi có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho nên là ba đã sang hút thuốc cũng bực lắm nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu dạ, dạ. Cũng thành thói quen á, ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa, có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha, không ổng 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 á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay dê dê lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết, kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó thì đồng nghiệp, đồng nghiệp bình thường mà chị. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không chứ lẽ ghen với học sinh mà mầm non. Thì bởi vậy không, em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi, bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là tôi đi rước con tôi không đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Không đứa cái đầu đứng mình nói tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy đó. Mấy tháng rồi con dạ, em ba tuổi rồi. Dạ cứ vô kiểu là đứng đồ nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á, trao đổi với dạ, cô trao đổi chứ. Là con nó sao á thì em ghen, em ghen. Vô gì tiếp em ra ghen sao đâu ghen thì ghen có thì... cái biểu hiện không. Mặt mũi mình sao, cái thái độ là trừ mắt em thôi. Rồi về là em im luôn có, tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm, tại vì em không giận là em nói đúng mà em là... im giận là im là em im là nó hay. Ủa gì vậy sao vậy sao vậy tại vì em im là em giận mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa đứng sau lưng ông phụ huynh, đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha, nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng rồi. À, vậy hả? Mà không biết là cái con nhiều vậy nó tôi chứ. Còn về quê á, về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi. Sợ mấy ông bắt theo á. Giống như là thả hổ về rừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn mà, mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Em đó. Ghen nữa. Đó. Trời em không là cái máu. Không là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer, DJ rồi nhiều lúc ca sĩ đâu thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì để máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng rồi, nhìn mặt vợ em mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Nhìn mặt mình đi, hoặc là nhìn chị nè. Đó. Em ơi mà không biết sao luôn, biết cái này có thuốc chữa không nè. Biết có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen là cái máu rồi đúng không? Dạ. Bị mệt. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà sao? Dạ không. Thì vợ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là ghen ghen vu vơ phong long dạ, ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi về nhà cũng mệt về thì không thấy vợ đâu hết. Alo đang đâu vậy, gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em dạy vậy chị làm trễ quá mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ từ lúc vợ. Cưới tới giờ là chưa có đi qua khoảng 10 giờ. Bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu sợ xe cộ, đứng xe cộ thứ hai không biết đi không, chơi trong với đầu ai. Nghĩ trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó, không thiệt. Cái đó là thật sự luôn, em điện là đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu là đầu nhắn tin liền em đang spa rồi kiểu làm chạy một phát một luôn. Chưa thay đổi là chết.
đứng ở ngoài coi thấy coi có cái xe đó không. Em nhắn tin liền đó, anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la âm sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng, sợ cái miệng nào đó. Giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu, với lại sợ bị la nữa. Mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao không? Mình chửi bên bên ngoài chửi lại chửi với chửi lộn á, gây lộn với phụ nữ, lộn với con trai đồ. À, em có nghĩ là cũng không gây lộn, nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt. Biết sao anh hỏi gì không? Cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó, dạ. Dạ, anh Út Thuận còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn đằng sáu gì nữa không? Hả? Còn đằng sáu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có nhiều thôi. Gì đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh rồi quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Bệnh đó, bây giờ mà em phải khui chứ. Ừ, nghĩa là lợi của mình mà. Em tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi một lần, hai lần, ba lần, mười lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm một tuổi mấy đó, giờ ba tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không ấy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà rồi cho nó sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc một hai ba lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ hay là sao, hay là cố tình chống đối. Đó, có nghe không, phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mà làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên, chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói thì cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng, vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà. Em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng may đặt hàng rồi đó, rồi. Cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Rồi còn gì nữa nè, hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ là phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có một đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em vẫn nít là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Có nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mệt. Nhưng mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm ai luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cách đây mới 3 năm thôi, phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy xong thì... cái này anh cho em đứa nhé. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi đó. Cảm ơn anh đó nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi.
Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó là năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng giêng. Em sao vậy? Bây giờ chín tháng anh. Đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùng cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển. Đó, và phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Ừ. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn. Đó. Đó là hay quên đó, dạ. Dạ. Tật hay quên nữa dạ, đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. Dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Rồi. Nha em yêu. Rồi tới em yêu đó. Là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô. Hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện, nhận chủ gì tới nơi là lo làm không, không lo ăn. Người hay uống những lon nước ngọt rồi đó. Hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó. Nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói là bảo đảm luôn, anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không có được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn chứ đâu. Nè, ghen mà... cái đầu nó quay nó không làm ăn được luôn. Mà chị nói dạ. Thêm nữa nè. Tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mặc chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ. Sợ không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hay hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường, mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Ừ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha. Ừ. Xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị hôm là ngày em tin chị đi chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc, tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ. Mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng dạ. Rồi. Trời ơi, chứ tự nhiên. Xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại chứ không chị. Ghen nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ, cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Dạ. Trời ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mất công trường người ta mất xã hội đó. Thì nghe thì phụ huynh nữ đi rước con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà nữa. Mỗi cảnh mà nhà ông nội này nè, có bao giờ bà xã đi rước con đâu. Ông nội này ông đi tôi không? Vậy là anh. Tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi rước con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một dạ. Người nào khác đâu. Bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, là, đó. Đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Đúng dạ. Chính xác luôn. Tôi em khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một cái gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm, thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi lại. Nha, thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng bà xuất hiện. Dạ. Sinh nhật. Trâu... Bà trâu nữ. Dạ. Trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Dạ. Nào, tối nay đó, tặng một con người. Dạ. Nhớ nha. Hành nhớ động nha. Đi em. Okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Nhân em. Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay. Ngày hôm nay em cũng đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi.
nặng Happy ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, ganh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha, tới này nha. Dạ, tới này à. Tới này tròn nhát nha. Dạ, dạ, rồi, happy birthday dạ, em dạ, nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em.